Nằm nhớ người yêu hay gì mà gác tay lên trán dữ vậy chàng? Con cọp ở nhà chịu muốn không nổi đi nhớ nhỏ nào nữa. Gì? Ông nói gì? Hả? Ông nói gì? Nhỏ nhẹ xíu được không? Đàn bà đâu mà hở miệng mở miệng ra là thượng cắn chân, hạ cắn tay à. Ngộ. Sáng giờ có nghe gì không? Nghe rồi, thằng Wi-Fi nó vô nó báo tháng này không đóng tiền cho nó cắt mạng chứ gì. Không có phải. Nhà bà Sáu ở trên á, tối nè ăn trộm nó vô lấy của bà hết 5 cây vàng rồi, lấy thêm 60 triệu nữa. Gì ớn ăn vậy? Rồi có báo công an không? Có sao không có. Sáng giờ sụm trên á, chắc không lấy được quá. Nó vô nó lấy đồ rồi xong rồi nó đi ra, không để một dấu vết luôn. Ôi, hay vậy đó chứ bắt được hết trơn à. Công an giờ hay lắm. Cái sớm gì đâu mà ăn trộm thấy sợ. Mới hồi tuần trước ở ngoài đầu đường mất chiếc xe đạp điện, giờ nghe tin nhà bà Sáu bị mất đồ. Thiệt chứ, tôi gầu hồi sáng giờ chưa có ăn uống gì được luôn nè. Bộ ăn trộm dạng ba hay gì mà ông gầu? Trộm cái đầu bà. Tôi gầu là gầu mới mốt mấy ăn trộm nó dình tới cái nhà của mình đây nè. Cái kiểu này mà công an không làm tới nơi tới chốn á là mới mốt nó tới nhà mình á. Thiệt đó cho bà biết chứ ở đó mà giỡn. Ôi ôi, xả xui cực mạnh. Cái miệng ông anh nói tầm bậy tầm bạ, nhà mình có gì đâu ăn cắp. Bà không nhớ nhà mình có hũ vàng để trong tủ, ba má hồi đó cho tôi với bà với Như hả? Ô chết, không nói tôi quên luôn đó. Ba má hồi đó cho mình vàng không à, rồi tôi mua cái hũ, tôi bỏ vàng vô, tôi bỏ trong tủ, bộ bà không thấy hay gì? Thấy, tôi tưởng là hũ mắm. Hũ mắm nào cắt trong tủ quần áo? Sao? Chứ. Như à, Như. Nhẹ anh hai. Trời ơi, giờ này mà còn đắp mặt nạ được nữa. Nghe anh hai nói nè, bà với con Như đi từ trước ra làm sao? Coi có gì quý giá đem vô nhà hết. Tôi vô chổng lấy cái hũ cất chỗ khác. Cất hũ gì? Đem đồ vô nhà ăn chi? Hũ mắm. Ý, thì cứ làm đi chút xíu tao nói cho nghe. Rồi, vậy đi, giải tán. Việc ai nấy làm. Nhanh lên. Rồi hai chị em bà làm gì vậy? Rồi dép vô chứ gì, để nó khùng khùng nó quơ hết dép á là đi vào thông cả đám luôn đó. Quơ gì? Ai quơ? Không mệt mày quá mày ơi, mày kêu làm thì mày làm đi, làm lẹ đi, xong rồi tao kể cho nghe. Thì chứ trời ơi, còn chiếc xe kìa, chiếc xe đạp không lo lấy vô, có nó lo lấy mấy chiếc dép. Thì cứ tranh thủ đi, chịu rồi về. Ơi, đi đâu vậy? Ra vườn chôn cái hũ. Cho tôi theo với. Ê, đi đâu ạ? Rồi, xong rồi đó. Ông khùng dữ lắm rồi, đợi một chút. Rồi, gì nè, ta ly từ xa, ta thấy cái bảng, ta không có lại gần, ta né liền, nhắm cái bảng nhỏ xíu. Ờ hả, bà lúc gài tôi thấy bà có tiến độ rồi đó nha. Chứ sao trời, vô. Vô. Hai ông nội làm gì vậy trời? Chôn hũ mắm mà dắt đi cái bảng là chôn vàng. Làm gì nãy giờ không hiểu gì luôn. Nổi thì không nói.